À, đêm nay là một đêm cổ tích để được nghe những câu chuyện bằng âm nhạc, bằng tình yêu. Đêm nay được gọi là đêm lưu trai để chúng ta cùng nhìn thấy những thiên thần từ trời hạ xuống bằng âm nhạc, những tiên nữ từ trong tranh bước ra. Một trong những người mà Trà Bảo hân hạnh được gửi đến quý vị giờ phút này đó là một ca sĩ mà tôi vẫn nhớ đến hai câu thơ của một nhạc sĩ nổi tiếng đã viết rằng: nắng mưa một ngày em chợt đến, làm lời mộng mị giữa thiên thu. Em hiện đến và trước đây, cách đây 15 năm, trước khi định cư ở tại Hoa Kỳ, em là một ngôi sao điện ảnh góp mặt trên 30 cuốn phim nổi tiếng vai chính ở tại Sài Gòn. Và khi em đến tại hải ngoại, em đã trở thành là ngôi sao âm nhạc cùng với những ngày tháng rất tuyệt vời. Chúng ta được thưởng thức tiếng hát, tài năng đóng phim, cũng như là chúng ta sẽ nghe đến gia đình của em là những người đã đóng góp rất tuyệt vời trong âm nhạc, tân nhạc, cổ nhạc Việt Nam. Chúng tôi rất trân trọng mời quý vị cùng chào đón nữ nghệ sĩ trẻ đẹp, đáng yêu, Y Phục góp mặt chúng ta đêm nay. Vâng, cảm ơn rất nhiều. Em cảm ơn anh Trung Quốc Bảo đã giới thiệu cho anh những lời thân thương. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Y Phục một lần nữa xin kính chào quý cô chú cô bác, quý vị quan khách ngày hôm nay. Và ngày hôm nay Y Phục đến đây cùng với anh nam ca sĩ Thiệu Kỳ Anh cũng như cô Mai Lệ Huyền và rất nhiều các nghệ sĩ khác. Nhưng mà riêng với gia đình của Y Phụng thì xin thay diện xin đại diện cho ba của mình. Tại vì ngày trước thì ba rất là quen thân với gia đình của cô Phương, địa bàn Kim Mỹ. Cho nên ngày hôm nay với tư cách là một người thân, một người quen của gia đình của cô đến đây để giúp vui cho chương trình ngày hôm nay. Và bài hát đầu tiên Y Phụng xin gửi tặng các cô chú các bác, một sáng tác của cố nhạc sĩ Tâm Anh. Bài hát được mang tên Phố Đêm. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Yeah.
xin cảm ơn, xin chân thành cảm tạ rất nhiều. Và cũng xin cảm ơn mẹ Phụng, cô Phương. Anh Cường giữa tài lớn quá. Đã tặng những bó hoa rất là đẹp cho Y Phụng. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay Y Phụng đến đây cũng như anh ca sĩ Kỳ Anh, cũng như các cô Mai Lệ Huyền, anh Tuấn Châu thì đến đây với tư cách là một người thân trong gia đình của cô Phương Thị Bằng Kim Mỹ, cho nên là không có tập dượt trước với ban nhạc, cũng không đưa bài hát gì hết, cho nên không tập dượt, nhưng mà được quý vị vỗ tay rất là nhiều thì đó là không thiếu phần công lao của các anh ban nhạc đã giúp cho Y Phụng ngày hôm nay. Thì Phụng xin phép chia sẻ một trong những bó hoa này cho các anh ban nhạc. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều, xin chân thành cảm tạ. Ban nhạc thường thường là anh Kibo nhận, sao đánh trống nhận kỳ vậy ta. Xin cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn các anh giúp Y Phụng.